Thưa quý vị, hiện nay nhiều người được nhận thừa kế đất nông nghiệp nhưng không phải là nông dân đang gặp rắc rối trong việc tặng cho hoặc là sang nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Khi được yêu cầu thì phải có xác nhận là nông dân trực tiếp sản xuất mới được nhận đất. Theo đó, trong trường hợp không phải là nông dân mà là kỹ sư công chức thì có được trở thành người nhận thừa kế hay không? Luật sư Hà Huy Phong, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Inteco đã có những giải đáp trong tiểu mục Q&A ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn luật sư đã nhận lời phỏng vấn của Cục Bất Động Sản. Thưa luật sư, có một câu hỏi mà được rất nhiều khán giả quan tâm, đó chính là việc phải có chứng nhận là nông dân thì mới có thể nhận được thừa kế của đất nông nghiệp. Vậy thì không biết là điều này thì có được hay không? Và nếu như mà không phải là người thừa kế, không phải là nông dân thì có được nhận thừa kế cái đất nông nghiệp đấy hay không ạ? Theo quy định tại luật đất đai 2013 thì đối với các đối tượng không trực tiếp đất nông nghiệp thì không thuộc đối tượng được nhận chuyển nhượng. Nhận tặng cho đất nông nghiệp. Đối với trường hợp là thừa kế thì luật đất đai không quy định cái điều kiện như vậy. Và do đó thì luật đất đai chỉ hạn chế đối với trường hợp là không được nhận tặng cho, không được nhận chuyển nhượng nếu như người nhận đó không trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Còn đối với trường hợp thừa kế thì theo quy định tại luật đất đai cũng như luật hôn nhân gia đình và các bộ luật dân sự cũng như văn bản khác thì hoàn toàn có quyền nhận thừa kế. Đây là một cái quyền công dân đã được hiến định. Vâng ạ, vậy thì trong trường hợp này thì người nhận thừa kế thì sẽ phải thực hiện những cái thủ tục như thế nào, thưa luật sư? Thủ tục mà nhận thừa kế đối với tài sản là đất nông nghiệp thì nó cũng tương đối dài. Tuy nhiên là tôi chia ra một số trường hợp. Đối với trường hợp mà chia thừa kế theo di chúc thì người nhận thừa kế thực hiện việc đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký nhà đất. Đối với trường hợp mà chia thừa kế theo pháp luật thì những người thừa kế hoặc đồng thừa kế ra văn phòng công chứng để thực hiện việc khai nhận di sản thừa kế và sau đó thì thực hiện việc kê khai tại văn phòng đăng ký nhà đất để thực hiện việc gọi là đăng ký biến động quyền sử dụng đất, thay đổi cái tên chủ sở hữu quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện hữu. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của luật sư. Theo thông tư mới nhất của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, quy định để đảm bảo an toàn cho người, nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy không quá 15m, chiều cao phòng cháy chữa cháy từ trên 15m đến 21m, chiều cao phòng cháy chữa cháy từ trên 21m đến 25m, không được để xe cơ giới, không được bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu vực này được ngăn cách theo quy định của quy chuẩn. Nhà từ 3 tầng trở xuống hoặc có chiều cao phòng cháy chữa cháy từ 9 mét trở xuống được sử dụng cầu thang bộ loại 2 để thoát nạn. Chiều rộng bản thang bộ dùng để thoát người không được nhỏ hơn chiều rộng tính toán hoặc chiều rộng của bất kỳ lối ra thoát nạn nào trên nó và không nhỏ hơn 0,7 đến 1,2 mét. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đến hết quý 2/2023, thành phố có 7 dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân đang thi công với quy mô 4.996 căn hộ, tổng diện tích sàn là 383.258 m². Tuy nhiên, vấn đề phát triển nhà ở xã hội của thành phố trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, cần được tháo gỡ liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư. Theo đó, Sở Xây dựng kiến nghị cần có văn bản hướng dẫn, thống nhất quy trình thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng. Đồng thời, Sở Xây dựng còn đề xuất cho phép thành lập doanh nghiệp chuyên biệt trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư, phát triển, quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn. Theo thống kê của Sở Xây dựng Khánh Hòa, có khoảng 3.000 trường hợp có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại thành phố Nha Trang, nhưng thực tế chỉ mới đáp ứng 20% nhu cầu. Đồng thời, theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, đến hết năm 2020, tỉnh Khánh Hòa chỉ xây dựng được hơn 271.500 m² nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, chỉ tương đương 45% chỉ tiêu ban đầu của kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh. Thế nhưng, có nhiều dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới không bố trí dành 20% diện tích đất ở để làm nhà ở xã hội hoặc bố trí không đủ 20% diện tích đất làm nhà ở xã hội. Theo Sở, các dự án thiếu diện tích hoặc không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội nêu trên được quy hoạch, cấp phép đầu tư, xây dựng vào thời điểm khác nhau. Kính thưa quý vị, một trong những nội dung nhận được rất nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội trong phiên chiều ngày 26 tháng 10, đó là các quy định liên quan đến nhà ở xã hội. Theo đó, phần lớn các đại biểu đồng ý với phương án 1 để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp.
Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng Tổng Liên đoàn Lao động cần có các giải pháp cân đối nguồn lực để đảm bảo thực hiện phương án này. Ngoài ra cũng cần làm rõ tiêu chí để xác định hộ thu nhập thấp để được mua nhà ở xã hội, để chính sách nhân văn này đến được với đúng đối tượng. Việc quy định Tổng Liên đoàn tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn để cho công nhân, người lao động có nhu cầu về nhà ở thuê là cần thiết, phát huy nguồn lực phát triển xã hội theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, tăng cường các nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để nâng cao điều kiện sống, sinh hoạt, làm việc, bảo đảm an sinh xã hội cho công nhân và người lao động. Tuy nhiên, tôi thống nhất với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần có các giải pháp cân đối nguồn lực để đảm bảo tính khả thi của dự án đầu tư. Do đây là các dự án nhà ở cho thuê, vốn đầu tư lớn nhưng thời gian thu hồi vốn dài. Để đảm bảo đúng mục đích, nhiệm vụ hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động nhưng lại vẫn khai thác tối đa hiệu quả cái việc đầu tư nhà ở xã hội thì tôi đề nghị là chỉ nên quy định các dự án nhà ở xã hội do Tổng Liên đoàn Lao động đầu tư thì ưu tiên cho đối tượng là công nhân và người lao động thuê. Bên cạnh đó thì cần phải quy định các điều kiện các dự án nhà ở xã hội do Tổng Liên đoàn Lao động đầu tư là phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và có dự báo nhu cầu thực tế của công nhân, người lao động tại địa bàn mà có dự án. Vì công đoàn là cái người đại diện tiếng nói cho người lao động. Bây giờ công đoàn lại trở thành người chủ đầu tư thì nếu như khi mà nhà ở nó có vấn đề thì ai sẽ là người đại diện cho người lao động để nói lên cái tiếng nói đó. Do vậy cho nên là khi thiếu nhà ở thì công đoàn phải chịu trách nhiệm và không ai có ý kiến thêm. Vì vậy tôi đề nghị rằng là thế này, công đoàn đồng ý là cái đơn vị có thể được đầu tư nhà ở cho người lao động, nhưng chỉ là những cái dự án mẫu để làm điển hình và làm cái để công đoàn lấy cơ sở để so sánh, để có cái tiếng nói với lại các cái lực lượng khác. Hiện nay việc xác định thế nào là người có thu nhập thấp chưa được quy định cụ thể. Do đó tôi đề nghị cần cụ thể hóa tiêu chí người có thu nhập thấp đối với từng đối tượng cụ thể để đảm bảo chính xác, bao quát và công bằng đối với mọi đối tượng được hưởng chính sách và có quy định các hình thức hỗ trợ phù hợp. Thì thực tế thời gian qua, thì các địa phương khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia có nội dung này thì cũng đã vướng mắc. Nếu liệt kê như dự thảo thì những người có thu nhập thấp vẫn còn trong thực tế nhưng không thuộc 12 đối tượng được thống kê tại Điều 76 thì lại không được hưởng chính sách của nhà nước về nhà ở xã hội. Do vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng cần mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, nghiên cứu sửa đổi Điều 76 dự thảo theo hướng quy định tiêu chí, xác định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là người có thu nhập thấp, bất kể họ là ai mà không liệt kê 12 loại đối tượng cụ thể như tại Điều 76 trong dự thảo. Thứ ba, cần rà soát, cắt giảm các điều kiện, thủ tục hành chính về hồ sơ giấy tờ, chứng minh, xác nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được tiếp cận với chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội nhân văn này. Trên địa bàn Hà Nội hiện nay có không ít những khu nhà tái định cư, dù xây dựng hoàn thiện từ rất nhiều năm nhưng vẫn không có người đến ở, hay có những khu có người đến ở nhưng chỉ được vài năm thì đã xuống cấp. Điển hình như là khu tái định cư Đồng Tàu thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Dù đã được đưa vào sử dụng hơn chục năm nay, nhưng hiện khu tái định cư này đã xuống cấp trầm trọng, trở nên sập xệ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, chất lượng sống của người dân nơi đây. Mặt tường, cửa kính, nền nhà, khắp nơi đều bám bụi và ngập rác thải. Phần diện tích kinh doanh của tòa nhà tái định cư này hoang tàn, nhếch nhác đến khó tin. Hiện tượng nứt nền bê tông, móng nhà diễn ra ở hầu khắp các tòa nhà tái định cư. Phần lớn diện tích ở của sân, móng, vỉa hè nằm tiếp giáp với các khu nhà tái định cư đều bị nứt, gãy, sụt lún. Nhưng tình trạng xuống cấp không thể khắc phục dứt điểm. Đó là khung cảnh tại khu tái định cư Đồng Tàu thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Khu tái định cư này gồm 10 tòa nhà N1 đến N10 và diện tích gần 10 ha, được sử dụng từ năm 2006 phục vụ tái định cư cho hàng nghìn người dân sinh sống thuộc dự án giải phóng mặt bằng của thành phố. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội được giao quản lý khu vực này. Theo ghi nhận, tại tòa nhà N4, hàng chục chuồng cọp được cơi nới xây dựng không biết từ bao giờ, khiến tòa nhà không khác gì những khu tập thể cũ xây dựng từ thế kỷ trước. Hầu hết các diện tích khuôn viên xung quanh của tòa nhà tái định cư Đồng Tàu đều được tận dụng để làm nơi bày bán hàng quán, kinh doanh. Nhiều người dân cho biết sau một thời gian dài chứng kiến cảnh căn hộ xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa, duy tu, nhiều gia đình đã phải bán tống, bán tháo căn hộ để chuyển đi nơi khác.
Đến đây bản tin Phố Bất Động Sản ngày 27 tháng 10 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.